Không là anh đập đi chơi. Thật chứ, con có thằng chồng nó là con đó, chắc chị ăn đập nhiều đó. Em ở chẳng ai quản lý, quét cái ngoài lối đi đó. Mấy ông con trai thay nhau quét. Người ta nhờ nó, là người ta nhờ nó về nè. Ý là giữ trật tự giống như kiểu là nhậu đến mấy giờ là đến nhắc nhở người ta tí thôi. Hoặc là đóng cửa cổng hay là không cửa cổng, hay là quản lý bên mấy cái là gọi là phòng chuyển đi hay là đến hay như nào thì báo lại với người ta thôi. Mà con này nó giống như kiểu là tao không thích làm gì tao làm, ý là vậy nên bọn nó ghét. Ai cũng nói mà. Con Mi nó nói với ông chủ luôn, nó bảo là con này mà còn làm quản lý nữa là cháu cam đoan cái chú là ở đây nó chuyển đi hết, nó làm chuyển đi hết rồi đó. Nó vậy. Bảo nhìn cái mặt nó quá ghét đi. Còn có ai không ở nữa không? Hả? Còn kia sẽ lớn không? Bạn nào? Con Mi ghê lắm.
mày mì sói hả mày? Không mà con đã đúng cái tên nó sao mà người nó đi vậy, người nó nhỏ xíu mà anh không nghe mẹ chồng em bảo con đấy nhậu nhiều quá mà phối người đi. Trời ơi, nó ghê lắm. Bởi vậy mà đợt trước mà lấy thằng đó là bố mẹ chồng nó đâu có chọc cưới đâu. Cấm mà xong rồi mãi như vậy. Cưới mà giờ ông bà cũng không ấy, ông bà đuổi đi. Bà ghét nó. Kiểu nó mái tục nhiều nè, với lại trời ra lên luôn. Chở con ra ngoài gọi đi rồi bố chở mẹ đi xem nào. Gì vậy? Sao thì chứ? Không, ta coi à, lại căng thôi. Bị chói nè. Bị sói là bị chó. Bị chói không có, bị sói không có. Chứ mà chưa nói là nghe thì chồng nha. Chồng nó thì hiền quen quá à. Khéo không hiền đâu nha. Vợ là anh đâu? Trời ơi, chồng nó hiền lắm, mà chồng nó đẹp trai lắm. Chị Hồng gặp rồi đó. Ngay đối diện với điện cháo của mình đó. Ngày nào cũng phải đứng ngày nào. Nó bán cà phê đó. Ừ đúng rồi, nó bán cà phê ở dưới đó. Dưới cuối đường trên này. Rất hiền và rất hiền. Đúng, hiền kinh khủng luôn. Con My nó cứ chửi tục bao nhiêu là nó càng nói càng nhẹ nhàng. Với như nó bảo trời ơi, không nói câu nào sạch sẽ, cái mồm sạch mà sao nó bẩn thế. Nó chỉ nói thế thôi. Nó không có bảo là mày hay là sao. Nói thấm à? Nhẹ nhàng, ừ. Nói thấm hết nên muốn nhẹ nhàng. Không, nó chạy quá. Đúng, phải dùng cái từ vậy luôn á. Bà con nói như vậy. Bạn nam mà còn bảo cái mồm sạch sẽ. Như những hôm nó cử nhau con cười mình không biết mẹ đâu. Về một giờ đêm nó kể chuyện nhân thật á. Thằng kia phải kéo về bảo là về đi cho người ta ngủ, em không ngủ em phải để cho con Thủy nó ngủ nữa. Trễ nó cử còn đứng lên nói chuyện mai nó. Không chị cứ đứng đấy nhịp mẹ cha, nhịp mẹ cha từ sáng vẫn cứ đứng đấy nhịp mẹ cha. Tao sợ thật. Tao cũng mong cho cái thằng kia nó qua nó kéo về đi. Đúng nó qua kéo về thằng nó cũng không về. Cứ đứng đấy kể hết câu chuyện nó về. Trinh ơi,